Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, kính thưa các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2020, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Như thông lệ, sau phiên họp, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì cuộc họp báo đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng, người phát ngôn của Chính phủ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành tham dự họp báo: đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lương Tông Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các nhà báo, trước hết thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của các bộ chủ trì họp báo, xin được cảm ơn các vị đại biểu, các nhà báo đã đến dự phiên họp báo Chính phủ thường kỳ hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Canh Tí 2020, thay mặt các đồng chí chủ trì cơ quan báo, xin được kính chúc các đồng chí đại biểu, các nhà báo một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Như các đồng chí biết, hôm nay Chính phủ dành một ngày để họp phiên thường kỳ của Chính phủ đầu năm. Đây là một cái phiên họp Chính phủ đầu tiên của năm 2020. Ở trong một cái bối cảnh mà chúng ta triển khai quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đang quyết liệt để đưa ra các giải pháp tích cực hiệu quả nhất vấn đề phòng chống dịch virus corona. Với tinh thần đã được Thủ tướng nhấn mạnh, đó là chống dịch như chống giặc. Tại phiên họp Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về phòng chống dịch, công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, kể cả đánh giá tác động của dịch gây ra đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thế rồi dành một thời gian để bàn về công tác xây dựng thể chế. Trước hết, về công tác phòng chống dịch virus corona, các thành viên Chính phủ đánh giá cao các bộ ngành địa phương trong thời gian rất ngắn đã chủ động tích cực triển khai nhiều đồng bộ giải pháp để ngăn chặn dịch. Đây là lần đầu tiên mà chưa có tiền lệ đối với việc công bố dịch. Trong khi chúng ta biết thì Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần công bố vấn đề tình trạng khẩn cấp về y tế. Thế nhưng mà đối với Việt Nam thì chúng ta cũng lần đầu tiên công bố cái dịch sau khi có cái thông báo của cái quyết định của Bộ Y tế về công bố dịch tỉnh Khánh Hòa. Thế và cũng đã chỉ đạo cho các tỉnh liên quan là công bố dịch. Thế và Thủ tướng cũng đã có cái quyết định về công bố dịch sau khi mà đã có 3-4 tỉnh. Đấy, chúng ta công bố để cả nước biết. Nhiều biện pháp chúng ta áp dụng hiện nay rất mạnh hơn cái dịch SARS của 2003-2002. Thậm chí cao hơn so với Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị. Ở tinh thần của Thủ tướng chỉ đạo xuyên suốt là chúng ta có thể chấp nhận thua thiệt về kinh tế để chúng ta đổi lấy đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của người dân và tài sản của người dân. Đấy là cái tinh thần xuyên suốt như vậy. Với cái đảm bảo về sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của một người dân, đấy là cái mục tiêu xuyên suốt. Có thể nói chúng ta thực hiện quyết liệt về công tác phòng chống dịch và các giải pháp chủ động toàn diện mạnh mẽ. Như vậy các ông chí biết
Thì sau khi Thủ tướng ban hành công điện 121 ngày 29 tháng 1 và sau đó có hai cái chỉ thị rất mạnh, chỉ thị 05, chỉ thị 06 và tiếp tục ngày 5 tháng 2 ban hành công điện số 156. Như vậy có thể nói là các giải pháp rất đồng bộ, vĩ mô có, vi mô có, tình hình chung có, vấn đề xử lý cụ thể có. Thì như vậy có thể nói là chúng ta vừa phòng chống dịch, nhưng chúng ta cũng phải thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo cho cái tăng trưởng. Nhưng chúng ta vẫn phải quản lý được. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta thấy như vậy. Như vậy có thể nói là Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF đánh giá cao. Nhờ đó có thể nói là đến nay thì việc lây lan dịch trong bối cảnh nước ta, thì công chí biết thì đánh giá của lãnh đạo chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cũng như tại phòng chính phủ, thì chúng ta thấy rằng chúng ta là nước có nguy cơ là lây nhiễm mạnh nhất nếu chúng ta làm không tốt. Ở chúng ta có trên 1.400 km đường biên giới, chúng ta có giao thương đường biên giới qua lại, chúng ta có nhiều lối mở, nhiều đường mòn, nhiều cửa khẩu quốc tế, và đặc biệt các hoạt động giao thương, rồi lao động của chúng ta làm việc nước bạn, lao động của nước bạn làm việc tại nước ta, rồi vấn đề khách du lịch, vấn đề qua lại, thì đây là việc có thể nếu chúng ta không kiểm soát tốt mà chúng ta chủ quan, chúng ta khinh suất thì chúng ta sẽ gánh cái hậu quả vô lường. Đây là cái việc mà chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng. Như vậy có thể nói là với cái điều kiện như vậy thì chúng ta cũng biết là chúng ta đã, theo công bố của Bộ Y tế là chúng ta đã có 10 trường hợp bị nhiễm, trong đó có 3 người đã được chữa khỏi, trong đó có công dân Trung Quốc. Và hiện nay điều mừng nhất là chúng ta chưa có một trường hợp nào tử vong và chúng ta đã chữa thành công. Đây là cái điều rất mừng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đó là diễn biến dịch trong thời điểm này là rất phức tạp, không được chủ quan và dự báo tiếp tục khó lường, ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhân dân cũng như tác động mạnh mẽ, tác động tiêu cực mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt ảnh hưởng vấn đề tăng trưởng, vấn đề đầu tư, vấn đề thương mại, vấn đề du lịch v.v. Từ đó thì tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đó là yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan nữa, là không được hoang mang, dao động. Không chủ quan nhưng không dao động, không hoang mang. Đúng không? Mà cái lây truyền hại nhất đó là cái bệnh, là bệnh là hoang mang. Hoang mang là không tốt. Nhưng mà chủ quan thì đương nhiên là không tốt, nhưng bệnh hoang mang cũng không tốt. Chúng ta phải đánh giá đúng, chúng ta xác định đúng để chúng ta xử lý đúng vấn đề. Đây là vấn đề mà quán triệt tinh thần liên tục, là chúng ta phải đặt vấn đề như vậy. Như vậy với quyết tâm là không để dịch bệnh lây lan, coi việc phòng chống như chống giặc như đã nói ở trên. Như vậy công văn số 79 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là yêu cầu huy động tất cả các lực lượng trong hệ thống chính trị để vào cuộc và để đề phòng chống dịch. Các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành yêu cầu nhận diện đúng khó khăn, thách thức và dự báo tình huống xảy ra, đề xuất các giải pháp phòng ngừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 như đúng lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại phiên họp Chính phủ với địa phương ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đó là năm 2019 chúng ta phải thắng lợi hơn, toàn diện hơn kết quả của 2019. Đấy là cái mục tiêu như vậy. Các bộ ngành địa phương, cơ sở y tế, tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư như đã nói ở trên, là công văn số 79 ngày 30 tháng 1 2020, chỉ thị số 05, chỉ thị 06 và công điện số 121 và công điện số 156 và văn bản số 733 của Văn Chính phủ. Như vậy đây là có thể nói là một chùm các văn bản trong một thời gian rất ngắn. Rất ngắn. Phải nói là một thời gian rất ngắn, ban hành hai công điện, ban hành hai chỉ thị rất mạnh bằng những giải pháp rất cụ thể. Như vậy trong công tác chống dịch có thể phát sinh những vấn đề liên quan về đối ngoại,
thì cũng đã được Thủ tướng chỉ đạo rất rõ. Chúng ta phải rất cẩn trọng trong vấn đề khi chúng ta thực hiện phòng chống dịch, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Nhất khi mà chúng ta tham gia các hiệp định, các cam kết thì chúng ta phải rất là chuẩn mực với này. Ở trên cơ sở đó thì cũng giao cho các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao là phối hợp với các nước liên quan mà khi chúng ta có vấn đề, ngay cả vấn đề đường biên giới, ngay cả vấn đề đường không, rồi ngay cả vấn đề khách, rồi hàng hóa, là chúng ta đều phải có cái sự thảo luận và trao đổi rất là đầy đủ theo cái cam kết quốc tế. Như vậy chúng ta có thể lường đoán như vậy. Và hôm nay tại hội nghị chính phủ thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng báo cáo với chính phủ về dự kiến các kịch bản. Như vậy có kịch bản nếu như mà khống chế dịch trong quý 1 thì chúng ta sẽ có cái việc là tăng trưởng năm 2020 là 6,27%. Nếu mà chúng ta khống chế dịch trong quý 2 mới khống chế được thì cái tăng trưởng kinh tế của năm 2020 thì dự kiến là kịch bản 6,09%. Như vậy so với 6,8% nghị quyết Quốc hội giao chính phủ thì chúng ta bị thấp rất nhiều, thấp 0,71% điểm, đúng không ạ? Đấy là vấn đề mà chúng ta như vậy. Thì với kịch bản như vậy thì Thủ tướng cũng chỉ đạo làm sao có các giải pháp khác để bù đắp những vấn đề thua thiệt, vấn đề ảnh hưởng cái tăng trưởng. Xin lỗi công chí là viêm họng. Vâng. Hôm nọ ra nước mưa bị viêm họng chứ không phải là vâng. Thứ hai, tình hình kinh tế xã hội như chúng ta đã nói thì bước vào năm 2020 thì bên cạnh những kết quả thành tựu đạt được của năm 2019 thì đất nước ta đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Và chúng ta rất mừng khi mà cả nước ta đón Tết Canh Tí, một cái Tết truyền thống. Mặc dù chúng ta có dịch bệnh như thế, có phòng chống dịch như thế, nhưng mà cái niềm vui tươi phấn khởi hồ hởi tin tưởng ở sum họp gia đình về đất nước ăn Tết của các kiều bào với cái mức kinh tế và cái thu nhập như kinh tế thế, và cái lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân trong cả nước, kiều bào nước ngoài, thì cái niềm tin đó được nhân dân gấp bội. Một cái sức mua hàng hóa rất là tốt, một cái không khí rất là đầm ấm, một cái tin tưởng rất là cao. Đây là cái điều chúng ta có thể nói là bước vào của 2020 thì chúng ta có cái tràn đầy cái niềm tin như vậy. Một số kết quả có thể nổi bật. Thứ nhất là nông nghiệp phát triển ổn định, chăn nuôi gia cầm, nhất là thủy sản tiếp tục đạt tăng trưởng. Chúng ta thấy rằng cái đàn gia cầm tăng 15%, đàn bò tăng 2,4%, thủy sản tăng 1,7%, và riêng tôm thì tăng 6,1%, và cái lượng xuất khẩu cũng rất là tốt, giá tốt, được giá. Thứ hai là vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới là tăng 76,8%. Đây là một cái con số có thể nói rất mừng, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và trị giá góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tăng 179,5%. Và vốn FDI thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, riêng tháng 1 đã trên 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ ba, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,2%. Đấy, chúng ta thấy là rất mừng, cái chỉ số sức mua rất là tốt. Nhất là những hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ diễn ra rất là sôi động, diễn ra rất là hàng hóa thì dồi dào, mẫu mã đề tài về chất lượng, về bao bì, rồi chất lượng sản phẩm. Và người Việt Nam là bây giờ là rất ưa chuộng sản phẩm Việt Nam. Và chúng ta đáp ứng rất là tốt. Thứ tư, có thể nói là hoạt động vận tải tăng cao so với cùng kỳ của năm trước. Thế và cái nhu cầu đi lại và nhu cầu phục vụ, cái cung cấp dịch vụ vận tải thì có thể nói là tăng rất mạnh. Hôm nay Bộ trưởng Bộ Giao thông báo cáo là vận tải hành khách tăng 15,1%. Và hàng hóa
thì cũng tăng 10,7%. Đây là cái điều rất mừng, rất mừng. Thứ năm, điều đáng mừng đó là khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt người. Cũng là một cái tháng đầu xuân là cao nhất từ trước đến nay. Mà nếu chúng ta mà không có ảnh hưởng bởi cái dịch virus corona nữa thì chắc là cái lượng khách này nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đây có thể nói là cái điểm đến mà các nước, các khách quốc tế chọn Việt Nam đến, là chúng ta thấy rằng cái tự hào của chúng ta. Thứ sáu là an sinh xã hội được đảm bảo với phương châm không để người dân nào bị đói và không có Tết. Như vậy có thể là vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của người dân với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá dóc, lá rách rách. Thì có thể là nói những cái túi quà Tết, những cái món quà Tết gửi đến người khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách, người cô đơn, thì có thể nói là được các cấp ủy đảng, chính quyền và các doanh nghiệp có lòng hảo tâm thực hiện rất tốt. Và điều thứ bảy đó là chúng ta hoàn thành tốt đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng vừa qua, được bạn bè đối tác quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng một số chỉ tiêu kinh tế xã hội giảm so với cùng kỳ hoặc so với nhiều tháng trong tháng 1 giảm 11,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái chỉ số, cái chỉ tiêu là bị giảm do ảnh hưởng như đã nói ở trên. Và cái số doanh nghiệp đăng ký mới thì tăng về vốn nhưng mà giảm về số doanh nghiệp là giảm 17,9%. Tăng về vốn nhưng mà giảm về số doanh nghiệp. Nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước đầu vào năm, và đặc biệt là chúng ta biết ý, là tháng này là trùng với tháng Tết. Cái Tết dương lịch, Tết âm lịch rất gần nhau, cho nên cái tháng này mặc dù như thế thôi chúng ta trừ đi thì thời gian của làm hoạt động rất là ngắn, tháng 1 rất là ngắn. Đúng không? Thế và kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt là xuất hiện cái nhập siêu. Như vậy thì tháng này chúng ta ảnh hưởng rất lớn cho vấn đề xuất khẩu, chúng ta nhập siêu. Đặc biệt chỉ số CPI tăng 1,23%, đây là có thể nói là một cái chỉ số tăng rất cao trong những năm gần đây. Tăng 6,43% so với tháng 1 2019 và mức cao nhất trong vòng 7 năm gần đây. Ở nhiệm vụ thời gian tới thì chính phủ xác định việc chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiện nay nhưng chúng ta tuyệt đối không được lơ là như đã nói ở trên, là việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, giải pháp chủ động để giữ được nhịp độ phát triển, đồng thời sau khi kiểm soát dịch thành công phải tập trung để khôi phục sản xuất, bảo đảm cung cầu giá cả hàng hóa, đời sống của nhân dân, thực hiện linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Hôm nay thì Thủ tướng cũng đưa ra rất nhiều giải pháp, ngay cả vấn đề thực hiện tốt cho vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, nhất là cái dự án quốc gia, dự án trọng điểm là cần phải chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về thủ tục. Thế rồi tiếp tục giải quyết vấn đề liên quan đến kiểm soát các chỉ số vĩ mô. Làm thế nào đó chúng ta tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Ngay cả ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cũng tuyên bố để tạo điều kiện vấn đề giảm lãi suất, hạ lãi suất. Thế và có nhiều chính sách để khuyến nghị cho doanh nghiệp sử dụng vốn. Rồi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra rất nhiều giải pháp liên quan đến tìm các thị trường mới để chúng ta bù đắp những cái gì chúng ta đang bị thu thiệt tại thị trường gần đây, gần ta. Đúng không? Đấy cũng những cái giải pháp. Như vậy thì chúng ta phải tập trung tháo gỡ và giải quyết các thủ tục liên quan đến triển khai các dự án. Rồi cả vấn đề liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài, các dự án của doanh nghiệp trong nước thì chúng ta phải thủ tục tốt để giải ngân, để tập trung cho cái đầu tư để thay thế những cái gì đó chúng ta đã bị thu thiệt, thì chúng ta phải có cái giải ngân vốn và tăng trưởng, vấn đề hấp thụ vốn. Đây vấn đề rất quan trọng trong vấn đề điều hành của chính phủ, đảm bảo các chỉ số vĩ mô. Và chính phủ khẳng định nhất quán mục tiêu trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Và không đặt vấn đề khó khăn như vậy, không đặt vấn đề điều chỉnh các chỉ tiêu, điều chỉnh hạ các chỉ tiêu, mục tiêu. Đấy là quan điểm nhất quán của chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, điều hành vận dụng linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô để ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi từ cái dịch gây ra.
kiểm soát chặt chẽ lạm phát theo kịch bản đã đề ra từ đầu năm, và trong đó tập trung giảm giá thịt lợn về mức bình thường. Theo dõi chặt chẽ biến động của giá thị trường nhằm có những giải pháp phù hợp, hạn chế sự tăng bất thường của giá cả. Nhất là chúng ta biết ý, là trong thời gian qua, Thủ tướng nhiều lần nhắc vấn đề quản lý kiểm soát hàng hóa, không để cho găm hàng, không để cho giá đột biến, không để cho những viện trợ lợi dụng. Hôm nay thì Thủ tướng cũng kết luận, đó là cái việc mà các cơ quan chức năng của nhà nước đã phải tạo thuận lợi cho hàng hóa của chúng ta tiếp tục là chuyển sang biên giới đường bộ, rồi hàng không, đường biển. Ví dụ như là các lô hàng của các nhà doanh nghiệp ý, là chúng ta ở tại cửa khẩu, thì chúng ta phải tạo điều kiện thông quan nhanh, ngay cả hàng xuất của chúng ta đi rồi ngay cả hàng nhập. Chúng ta có cái giải pháp rất tốt. Ví dụ như là chúng ta phải thông quan xe và chúng ta phải chuyển hàng ngay, trung chuyển xe ngay tại cửa khẩu luôn, tại các kho trung chuyển. Thế rồi hôm nay là Thủ tướng cũng quyết định, ở chính phủ cũng thống nhất cao là quyết định là miễn thuế đối với các nguyên liệu để sản xuất khẩu trang để phục vụ cho chống dịch. Đây là miễn thuế nguyên liệu để sản xuất khẩu trang phục vụ chống dịch nhé, chứ không khẩu trang là bảo hộ lao động, nó khác nhau đấy, đấy. Thế rồi ngay cả vấn đề thuốc sát trùng, rồi ngay cả các nguyên liệu khác, rồi vấn đề hóa chất khác phục vụ cho phòng chống dịch là chúng ta miễn thuế. Đấy thì cũng đó, công chí thì chúng ta có một cái giải pháp rất là mạnh, rất là rõ ràng. Đấy thì tinh thần như vậy. Thì toàn bộ những cái nội dung chắc là liên quan đến dịch thì sáng hôm nay thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức họp báo, thì chắc các nhà báo cũng đã biết rồi. Thì chúng tôi cũng không nói sâu nữa, nhưng mà tinh thần ý, thì báo cáo chỉ là trong lúc mà chúng ta phòng chống dịch khi này, với một thái độ cương quyết và xuyên suốt, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, và chúng ta không được lơ là, chúng ta không được mất cảnh giác, nhưng chúng ta cũng không chủ quan và khinh suất, và chúng ta cũng không tạo ra cái gì mà nó hoang mang. Ví dụ như chúng ta thống nhất ở trên ý, cả chính phủ và các bộ ngành địa phương ý, là chúng ta tạo sự đồng thuận rất cao khi mà chúng ta ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện cái chủ trương, thực hiện những cái chỉ đạo tại các chỉ thị và công điện, thì chúng ta phải rất cẩn trọng, rất cẩn trọng, tránh cái gì đó mà nó nhạy cảm, tránh cái gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái lợi ích chung của quốc gia, thì chúng ta phải lường đoán khi chúng ta ban hành các văn bản. Đặt một vấn đề ra là chúng ta phải nhìn trong tổng thể, chứ không thể nào mà nhìn trong địa phương được. Trong lúc khó khăn, trong lúc mà chia sẻ, chúng ta phải tạo điều kiện giúp đỡ cho phía bạn. Chúng ta tạo điều kiện, nhưng chúng ta phải đảm bảo vấn đề nguồn cung cấp cho nội địa chúng ta, nhưng chúng ta phải tạo điều kiện giúp đỡ cho phía bạn. Chứ đừng đặt vấn đề ra một cái gì đó nó kỳ thị gì đó mà chúng ta thấy rằng những cái việc đó nó ảnh hưởng tới cái tổng quan chung, là chúng ta phải né tránh. Thế tôi đề nghị như vậy, chúng ta phải rất thận trọng. Rồi ngay cả khi mà chúng ta đăng bài, chúng ta viết bài, thì đề nghị chúng ta rất cân nhắc. Mà quan điểm Thủ tướng, quan điểm lãnh đạo Đảng nước là không có cái việc như thế. Mà nếu như ở đâu đó, địa phương nào đó, doanh nghiệp nào đó mà đưa ra những cái việc mà tự động đưa ra những cái việc như vậy, thì chúng ta hết sức né tránh. Tôi đề nghị là rất mong như thế, để chúng ta có một cái thống nhất chung là chỉ đạo xuyên suốt, nhưng chúng ta giữ được cái quan hệ về lâu dài và cái tổng quan ảnh hưởng vấn đề, không ảnh hưởng gì đến vấn đề về quan hệ các hiệp định, không ảnh hưởng gì đến quan hệ chính trị. Đây là cái điều chúng ta rất mong như vậy. Và sau đây thì chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của các nhà báo. Chúng tôi sẵn sàng trả lời. Xin cảm ơn. Vâng, tôi là phóng viên Vũ Khuyên ở bên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi xin có một câu hỏi như thế này ạ. Hiện tại thì bây giờ là cái phương án cách ly tại chỗ có phải là cái phương án tốt nhất trong cái thời điểm này về chống dịch corona? Nhưng mà tuy nhiên, tại thực tế ở các địa bàn xã phường cho thấy, ví dụ như là ở quận Hà Đông, phường Mỗ Lao, hiện nay là có 27 trường hợp là từ người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam, và trong đó thì có 9 trường hợp là cách ly. Tuy nhiên thì đấy là thông báo mà khi chúng tôi đi phỏng vấn các cái lực lượng chức năng, ví dụ như chủ tịch quận chẳng hạn. Thế nhưng mà đến thực tế tại cái khu vực đó thì chúng tôi không thấy có cái việc mà người dân ở đây được cách ly như thế nào, cụ thể như thế nào. Tức là cái phương án mà triển khai ở dưới
thì vậy thì chính phủ có những cái phương án cụ thể như thế nào để mà các địa phương, khối xã, phường ở dưới thực hiện một cách nghiêm túc và quyết liệt hơn để phòng chống dịch? Xin hết ạ. Tôi là Hiếu Công, phóng viên báo chi thức trực tuyến dinh.vn. Tôi xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi xin hỏi dành cho Bộ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Hiện tại thì rất nhiều người dân khi dân thường khi mà đăng tin gây hiểu sai lệch về dịch bệnh thì bị cơ quan chức năng xử lý rất là nhanh chóng. Tuy nhiên là việc rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân hay là Cát Phượng có tung tin giả nhưng mà lại bị xử lý một cách rất là chậm và kéo dài. Xin hỏi là nguyên nhân tại sao ạ? Câu hỏi thứ hai là hôm nay thì họp thường kỳ chính phủ thì Thủ tướng có nói là yêu cầu tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội theo kịch bản mới để ứng phó với dịch. Và hiện tại thì ông nhấn mạnh là các cái biện pháp là tái cơ cấu sản xuất, tiêu dùng và tín dụng. Tôi xin hỏi Bộ trưởng cùng với cả đại diện Bộ Kế đầu tư là cái kịch bản phát triển kinh tế xã hội mới là như thế nào ạ? Tôi xin hết ạ. Tôi là Minh Đức ở bên báo Người tiêu dùng ạ. Tôi có một câu hỏi dành cho Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ạ. Thưa Bộ trưởng, thì vừa rồi thì chủ doanh nghiệp khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông có kiến nghị khẩn cấp đến Thủ tướng là yêu cầu kiểm tra dấu hiệu hủy hoại tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng trong quá trình cưỡng chế công trình công viên nước chưa đủ điều kiện xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Vậy xin hỏi là hiện nay thì Thủ tướng đã nhận được cái kiến nghị đấy hay chưa và hướng xử lý ra làm sao? Vâng, xin cảm ơn ạ. Em là Ngọc An ở báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em xin có câu hỏi gửi đến Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là như Bộ trưởng nói rằng là cái việc chủ động về mặt kinh tế để mà ứng phó với cái diễn biến dịch nhằm giảm cái tác động rủi ro từ dịch bệnh ấy thì cũng đã được Thủ tướng nhấn mạnh và đưa ra, trong đó là có các cái giải pháp cụ thể để tuy nhiên là hiện nay nhiều nước đã tung các cái gói hỗ trợ kinh tế cho các cái ngành lĩnh vực chịu rủi ro từ dịch bệnh ấy ạ. Ví dụ như Trung Quốc và Thái Lan, vậy thì chúng ta cũng đã có những cái biện pháp và các cái chính sách rồi, nhưng mà nếu như trường hợp mà dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và đến quý 2 mình mới chặn được dịch bệnh thì liệu mình có tính đến cái gói hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ khẩn cấp này hay không ạ? Ngoài ra em thêm một câu hỏi nữa là hiện nay mình đang tính các cái phương án để mà đưa bảo hộ công dân từ các vùng có dịch về ấy, thì vậy thì cái việc triển khai cụ thể hiện nay như thế nào ạ? Xin cảm ơn. Báo Đầu tư Chứng khoán xin phép được hỏi Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai là trong cái bối cảnh mà bị cái dịch ảnh hưởng thì trong 3 cái phiên đầu năm thì VN Index đã giảm đến 60 điểm và hàng chục tỷ đô la đã giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đã bị bốc hơi. Thì xin bà cho biết là có cái chỉ đạo như thế nào đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cái việc là ổn định tâm lý thị trường cũng như các cái giải pháp để mà thúc đẩy thị trường phát triển nó ổn định và bền vững. Xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí Bộ trưởng, kính thưa các đồng chí. Vào buổi chiều ngày hôm nay thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức họp báo và chúng tôi cũng đã cố gắng cung cấp thông tin cho tất cả các cơ quan báo chí và gần 100 câu hỏi thì cũng đã được Bộ Y tế trả lời rất là cụ thể. Ở đây xin cảm ơn phóng viên Đỗ Quyên. Thì báo cáo với đồng chí trong cái bối cảnh về tình hình dịch hiện nay với cái mức độ gia tăng rất là nhanh chóng từ phía Trung Quốc và cái nhận định tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp và như ý kiến của đồng chí Thủ tướng, thì cái biện pháp cách ly có thể nói rằng là một trong biện pháp rất hiệu quả, hữu hiệu để có thể chúng ta ngăn chặn vấn đề về phòng chống dịch và ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Báo cáo đồng chí, chúng ta đã thiết lập một cái hệ thống cách ly, nó gồm có 3 cái vòng. Cái vòng thứ nhất ý, là đối với tất cả những cái bệnh nhân, người nghi nhiễm bệnh là lập tức phải cách ly tại các cơ sở y tế. Đây là một cái điều mà chúng tôi cũng xin được báo cáo ông chí như vậy. Điểm thứ hai ý, là đối với tất cả công dân hoặc là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đi từ vùng Hồ Bắc hoặc đi qua vùng Hồ Bắc mà về Việt Nam thì lập tức được cách ly tại các cơ sở tập trung. Tức là những cái cơ sở này do Ủy ban dân tỉnh, thành phố chỉ định và hiện nay ý, thì các lực lượng vũ trang đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy thì các đồng chí đã chuẩn bị tất cả các cơ sở này cho cái việc cách ly tập trung này. Những cái số này thì báo cáo chí cũng không phải là nhiều. Và cái thứ ba ấy là đối với những cái người mà đi từ vùng Trung Quốc về, tức là từ 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc về Việt Nam ấy, kể cả công dân hay người nước ngoài thì lập tức là được cách ly tại gia đình. Thế thì chúng tôi rất là cảm ơn cái phản ánh của phóng viên Đỗ Quyên.
yêu cầu của chính phủ đã đưa ra hai ngày nay. Và cái việc cách ly này ấy, là do trực tiếp người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Ngành y tế chịu trách nhiệm là hỗ trợ và cũng như là vấn đề về mặt chuyên môn phải kiểm soát về mặt y tế chuyên môn hàng ngày. Thì đấy là cái việc xin báo cáo chính như vậy. Và có thể nói rằng là cái yêu cầu như đồng chí Mạc Tiến Dũng đã nói đấy, chưa có cái lần nào chúng ta làm mạnh lần này. Và nhiều cái biện pháp mà chúng ta thực hiện trong cái phòng chống dịch lần này là chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ, của Phó tướng Chính phủ, báo cáo chính như vậy. Ban Bí thư đã có cái yêu cầu đối với cấp ủy, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải thực hiện tốt cái việc này. Thì đấy, báo cáo chính như thế. Thế và báo cáo chí thì chúng ta đã làm chưa? Thì năm 2003 khi dịch SARS thành gọi là chúng ta phòng chống dịch thành công ấy, thì chúng ta đã thực hiện cái việc cách ly này và đã thực hiện tương tự như vậy như hiện nay. Và chúng tôi cho rằng lần này chúng ta làm sớm hơn năm 2003 và chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái việc nếu chúng ta triển khai một cách đồng bộ cương quyết cái việc thực hiện cách ly tại cộng đồng, tại gia đình thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được cái dịch corona. Xin cảm ơn phóng viên. Cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Sau đây đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Phương cũng sẽ trao đổi cái câu hỏi của phóng viên Hiếu Công, cái câu hỏi thứ hai liên quan đến kịch bản về phát triển kinh tế. Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng. Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên của báo Dinh.vn về kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế. Thì như các đồng chí cũng đã rõ, từ năm 2016 đến nay thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong đó nòng cốt là Tổng cục Thống kê, phải xây dựng một cái kịch bản tăng trưởng kinh tế để phục vụ cho cái công tác điều hành các cái chính sách phục vụ cho cho tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ. Thì như các đồng chí biết là cái kịch bản kinh tế, kịch bản tăng trưởng GDP này là một bảng dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP theo quý và 6 tháng và cả năm, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Trong các trường hợp mà các cái dự báo, các cái dự kiến về các biến số kinh tế, về các cái bối cảnh diễn ra bình thường thì có thể cái kịch bản tăng trưởng GDP nó sẽ diễn ra theo cái chiều hướng mà Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng các bộ ngành xây dựng để tham mưu cho Chính phủ. Trong trường hợp mà các điều kiện nó tốt hơn thì tốc độ tăng trưởng có thể cao hơn, và trong điều kiện mà có những tác động tiêu cực từ các cái yếu tố thì tốc độ tăng trưởng có thể thay đổi thấp hơn. Và tùy theo các cái mức độ cập nhật thì sẽ kiến nghị tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có các cái giải pháp phù hợp theo từng điều kiện để làm sao bám sát cũng như là cố gắng phấn đấu để đảm bảo thực hiện đúng cái kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Thì trong phiên họp sáng nay, phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày hôm nay, thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã chủ động và rất là nhanh phối hợp với các bộ ngành tổng hợp các cái thông tin, số liệu để xây dựng một cái báo cáo đánh giá cái tác động của dịch cúm, viêm đường hô hấp cấp tới tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở các số liệu của tháng 1, mới được có một tháng thôi, để có những các cái tính toán, các cái dự kiến, mức độ tác động của dịch đối với tăng trưởng kinh tế. Thì theo số liệu tổng hợp được và theo tính toán của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cho thấy là cái mức độ ảnh hưởng là rất nghiêm trọng. Như Bộ trưởng cũng đã thông báo với các đồng chí là trong trường hợp nếu như mà dịch chúng ta có thể kiểm soát trong quý 1 thì tốc độ tăng trưởng cả năm giảm xuống còn có 6,27%. Đấy là trong điều kiện chúng ta giả định rất là nhiều, chỉ có tác động của dịch thôi. Còn nếu như mà dịch kéo dài mà chúng ta kiểm soát trong quý 2 thì nguy cơ mà chúng ta bị giảm tăng trưởng còn sâu hơn, là có thể chỉ đạt 6,09%. Tất nhiên đây là chỉ là những con số chúng tôi ước tính và dự báo. Nó còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế, dịch được kiểm soát vào thời điểm nào, cũng như là các cái chính sách, các cái tác động điều hành của Chính phủ đối với nền kinh tế. Thì đây cũng là một cái phương án để theo dõi, và Bộ Kế hoạch Đầu tư
gắn với tình hình chống dịch hiện nay thì sẽ thường xuyên cập nhật thông tin để rà soát thường xuyên cái phương án kịch bản để báo cáo kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay thì tôi cũng nhận được câu hỏi thì xin phép với chủ tọa xin trả lời thêm về một câu hỏi của một phóng viên liên quan đến cái chỗ mà các cái gói hỗ trợ. Đây cũng là một trong những các cái chính sách mà để khắc phục cái tác động của dịch cúm đối với tăng trưởng cũng như là cố gắng phục hồi. Thì báo cáo với các đồng chí là trong kiến nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì rõ ràng có hai cái gói giải pháp rất là rõ ràng. Để trong bối cảnh mà dịch đang diễn ra như thế này thì tập trung ưu tiên vào các cái giải pháp là phòng chống dịch, kiểm soát dịch. Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần dành những các cái sức lực, các cái nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh trước. Ngay sau khi mà dịch bệnh được kiểm soát thì Bộ Kế hoạch Đầu tư kiến nghị một cái gói giải pháp thứ hai, đó là giải pháp khắc phục thiệt hại cũng như là để phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Đây là rõ ràng có hai cái bước như vậy. Thì các cái gói hỗ trợ thì cũng là một cái phương án cần phải tính đến. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là nguồn lực chúng ta có bao nhiêu. Cái thứ hai là chúng ta hỗ trợ đối tượng nào. Đây cũng là cũng phải tính toán. Trước mắt thì chúng ta thấy rằng là có một số đối tượng đang chịu thiệt hại ngay bây giờ. Đặc biệt là nông dân. Như chúng ta thấy là nông dân trồng thanh long, rồi là dưa hấu là đang bị tác động trực tiếp. Thì do vậy cũng giống như là hỗ trợ đối với dịch lợn thì đối tượng là như thế nào, mức độ hỗ trợ là bao nhiêu, phương thức hỗ trợ như nào thì cần có tính toán cụ thể. Đây là những các cái mà chúng tôi cũng dự kiến trong cái gói giải pháp mà sau khi dịch bệnh đi qua thì chúng ta phải khẩn trương phục hồi lại cái sản xuất kinh doanh để đóng góp vào tăng trưởng. Ngoài ra thì cũng còn một số các cái giải pháp khác, trong đó thì có một cái giải pháp như Bộ trưởng lúc nãy cũng đã nêu là Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương là cũng phải khẩn trương thúc đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thì năm nay thì cũng đã có nhiều đổi mới về mặt thủ tục, về mặt quy định. Thì do vậy là cái mức độ, cái khả năng giải ngân là rất tốt, chuyển tùy thuộc vào khả năng thực hiện của các bộ ngành và địa phương. Nhưng ngoài ra thì còn có các cái việc nữa là các địa phương thì cũng cần khẩn trương để hoàn thành các cái thủ tục để đưa các cái dự án chuẩn bị cấp phép hoặc dự án mới của cả trong nhà nước và ngoài nhà nước để sớm đi vào hoạt động và có đóng góp vào cho tăng trưởng. Thì đấy cũng là một cái số giải pháp hiện nay chúng tôi mới đề xuất. Tuy nhiên để có những các cái kiến nghị cụ thể thì kịch bản tăng trưởng GDP sẽ được cập nhật hàng quý. Trên cơ sở các số thực hiện của quý 1 thì chúng tôi sẽ có một cái xây dựng một cái phương án cụ thể hơn, cái kịch bản mới hơn để phục vụ cho công tác điều hành của chính phủ. Xin phép tôi được trả lời như vậy. Kính thưa Bộ trưởng chủ trì, kính thưa hội nghị. Được sự cho phép của Bộ trưởng chủ trì họp báo, chúng tôi cũng xin được phép cung cấp một số thông tin mà Bộ Thông tin Truyền thông cũng là thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới có báo cáo hàng ngày. Thì theo cái cập nhật về cái tình hình xử phạt ấy, cho đến tận ngày hôm nay thì Bộ Thông tin Truyền thông thì là cái đơn vị được giao là phối hợp với Bộ Công an để mà cùng phát hiện và cùng có những cái kiến nghị xử lý. Cái trách nhiệm xử lý chính thì Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an. Thì qua những cái thông tin mà chúng tôi nắm với các sở thông tin truyền thông và nắm với công an các tỉnh thì hiện nay là cái việc xử phạt các cái cá nhân đăng tải thông tin sai là được thực hiện rất là quyết liệt. Cụ thể là tại thành phố Hà Nội thì công an huyện Thạch Thất đã triệu tập một cá nhân để xử phạt. Thành phố Hồ Chí Minh thì sở thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành xử lý 17 trường hợp thông tin sai sự thật về cái dịch viêm đường hô hấp cấp. Và theo những thông tin chúng tôi cũng đã nắm được ấy, thì sở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ quyết tâm xử lý cái trường hợp mà các cái nghệ sĩ mà do dư luận hoặc là các cơ quan báo chí đã phát hiện được để mà xử lý rõ, làm rõ cái trách nhiệm về cái việc là tung và phát tán tin giả. Ở Thanh Hóa thì cũng đã triệu tập và xử lý 3 đối tượng, ở Đà Nẵng thì xử lý 2 trường hợp, ở Quảng Ninh làm rất là tích cực thì cũng xử lý một cái trường hợp là ở tại Quảng Ninh với mức xử phạt là 7.500.000. Ở Cần Thơ thì cũng đã xử lý một cá nhân, ở Thái Nguyên thì đang phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xử lý 2 đối tượng. Như vậy cái con số này thì cũng sẽ tiếp tục được cập nhật. Nhưng chúng tôi muốn chia sẻ thêm, tức là các cái biện pháp của các cơ quan chức năng không phải chỉ là
chờ cái việc châu tung tin giả xong mới tìm cá nhân để xử lý, mà có những cái cá nhân tung tin giả là ở nước ngoài và có những cái trang mà tung tin giả thì chúng tôi Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp và phối hợp thành công với Facebook để mà vào cuộc là gỡ, chủ động gỡ các cái tin giả ở trên Facebook. Và Facebook bây giờ không phải chỉ có hỗ trợ gỡ tin giả mà còn chủ động là hỗ trợ để đăng cái tin chính thức. Cụ thể như bây giờ vào Facebook nếu tìm thông tin về virus corona thì sẽ đọc được một cái dòng cảnh báo của Facebook bằng tiếng Việt cụ thể như sau: là bạn đang tìm thông tin về virus corona, hãy xem thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam để biết cách giữ gìn sức khỏe và ngăn chặn virus này lây lan, hãy truy cập moh.gov.vn. Tức là các cái mạng xã hội đó bằng cái công nghệ đẩy lên các cái thông tin chính thống, và Google cũng sẽ chuẩn bị có một cái xác nhận là sẽ ưu tiên đẩy những cái thông tin chính thống khi tìm search về virus corona ở tại Việt Nam để mà dẫn cái nắn dòng thông tin vào những cái trang thông tin chính thống. Thì như vậy cái việc đấy là việc cũng đã triển khai, và hiện nay thì Facebook cũng đã hỗ trợ là gỡ tất cả những cái trang thông tin giả mạo của giả mạo Bộ Y tế để mà tung các thông tin về dịch bệnh. Thì việc này là họ làm chính thức, và qua đó thì chúng tôi cũng thấy có một điều, tức là hiện nay cái việc sử dụng mạng xã hội để mà cung cấp thông tin chính thống như là cái cách mà chính phủ chúng ta đang làm cái hình thức là thông tin chính phủ này, thì trong những trường hợp dịch bệnh này cũng rất cần những cái địa chỉ chính thống để chúng ta cũng đưa thông tin chính thống chiếm lĩnh cái môi trường mạng xã hội, chúng ta hạn chế cái tin giả bằng nhiều cách khác nhau. Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, thưa các phóng viên báo chí, thì để làm rõ thêm cái ý kiến của Bộ Thông tin Truyền thông, thì đúng là thời gian vừa qua thì lợi dụng cái diễn biến phức tạp của cái dịch viêm đường hô hấp, thì đúng là cũng nhiều đối tượng đã lợi dụng cái không gian mạng, đã tung tin giả, thông tin sai sự thật về bệnh dịch. Và Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phải vào cuộc đấu tranh xử lý theo cái quy định. Hiện nay chúng tôi đã qua công an các đơn vị địa phương chỉ đạo, chúng tôi đã triệu tập hơn 170 đối tượng xử lý, yêu cầu cam kết, yêu cầu gỡ bỏ, và đã căn cứ theo cái khoản 3 của điều 64 nghị định 174 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, và quy định trong cái trường hợp mà loan tin đồn sai sự thật để xuyên tạc, câu like hoặc phục vụ cho mục đích qua mạng, chúng tôi căn cứ vào cái này có kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và xử lý. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm rõ đối với những cái trường hợp, hơn 41 trường hợp, có những cái trường hợp không hợp tác hoặc có những cái biểu hiện không thực hiện thế này, để củng cố tài liệu và xử lý hình sự khi đủ điều kiện. Thì cái này là cũng làm bổ sung thêm cho các phóng viên nhà báo nắm được cái này. Tất cả những trường hợp các đối tượng triệu tập lên đều có cam kết, nếu tái phạm, sau khi xử lý hành chính, nếu tái phạm đủ điều kiện chúng tôi sẽ xử lý bằng hình sự, để tránh gây những cái hoang mang, gây những cái hoang mang trong cái bệnh dịch này. Thì xin cung cấp cho các nhà báo một số các thông tin mà Bộ Công an đã chỉ đạo trong thời gian vừa qua đối với những thông tin loan tin báo sai sự thật. Kính thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp báo và toàn thể các đồng chí và phóng viên báo chí, Bộ Tài chính xin được trả lời cái câu hỏi của phóng viên báo đầu tư. Thì có thể nói là cái câu hỏi của báo đầu tư, tức là VN Index thì giảm điểm, và Bộ Tài chính đã có cái chỉ đạo nào để ổn định tâm lý cũng như là giải pháp nào cho cái sự ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán. Thì chúng ta biết là trong hai cái phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Tý ngày 30 và 31 tháng 1 của năm 2020 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm mạnh, mất gần 45 điểm, và tương đương là 4,54%. Thì đây là mức giảm điểm khá sâu do yếu tố ảnh hưởng bị cộng dồn sau kỳ nghỉ Tết dài ngừng giao dịch, tương tự như một số nước khác trong khu vực. Và cũng có thể là phần nào có ảnh hưởng cái tâm lý của cái dịch bệnh trong những cái ngày đầu tiên. Thì mức giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam là tương đương với nhiều nước và thấp hơn một số nước sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh. Và tính chung trong 2 tuần cuối tháng 1 thì khi dịch lan rộng thì mức giảm điểm của các thị trường chứng khoán châu Á là khá mạnh. Như Hồng Kông là giảm tới 9,4%, Hàn Quốc giảm là 5,8% và Thái Lan là giảm 5,4%. Và bắt đầu từ tháng 2 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã thu hẹp cái đà giảm
và tính chung hai phiên đầu tháng 2 năm 2020 thì chỉ số VN Index chỉ giảm có 0,8% và đứng ở mức là 929 điểm. Và riêng ngày 4 tháng 2 là ngày hôm qua thì sắc xanh đã quay trở lại khi thị trường quay đầu trong cái phiên giao dịch buổi chiều và tăng 0,95 điểm so với ngày hôm trước. Thì với cái tình hình khi mà ra Tết ấy, thì có cái tình hình chứng khoán và có cái giảm điểm như vậy, thì Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán tích cực tuyên truyền để ổn định tâm lý nhà đầu tư. Và lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước thì cũng đã phát biểu trên truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng thời cũng Ủy ban chứng khoán đã yêu cầu là Sở Giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán là báo cáo hàng ngày về giao dịch và tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường và chống hiện tượng lợi dụng dịch bệnh để làm giá chứng khoán. Và với các cái giải pháp như trên thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài ba ngày qua thì cũng đã phục hồi trở lại và có xu hướng tăng điểm. Thì đối với những cái giải pháp trong ngắn hạn ấy, thì Bộ Tài chính thấy rằng là chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo chủ động theo dõi cái diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế và diễn biến tỷ giá trong nước hàng ngày. Và yêu cầu hai sở giao dịch chứng khoán cũng như trung tâm lưu ký chứng khoán tăng cường cái công tác giám sát, thực hiện báo cáo hàng ngày và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi trục lợi và tung tin đồn. Và yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, đặc biệt về tình hình giao dịch quỹ, ký quỹ tuân thủ nghiêm các cái quy định về giao dịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền và cung cấp thông tin cho báo chí để dư luận nắm bắt và hiểu đúng tình hình và không bị tác động về tâm lý. Về cái giải pháp chung và dài hạn thì Bộ Tài chính tiếp tục là hoàn thiện cái thể chế và ban hành cái hệ thống văn bản hướng dẫn luật chứng khoán đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào đầu năm 2021, thì năm nay là tập trung xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn để luật chứng khoán có hiệu lực và bao quát đầy đủ và khắc phục những cái điểm mà đã tổng kết đánh giá và đã được thông qua tại luật chứng khoán năm 2019. Thứ hai là tập trung đẩy mạnh cái cơ cấu lại thị trường chứng khoán để phát triển hiệu quả hơn, năng động hơn theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và tiếp tục tăng cường cái công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương kỷ luật thị trường và tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư và giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững. Xin báo cáo hết ạ. Vâng, kính thưa nhà báo, thì trước hết tôi rất cảm ơn các nhà báo đã quan tâm các câu hỏi. Chúng ta biết thì vấn đề bảo hộ công dân là một cái chủ trương chính sách rất lớn của Đảng nhất chúng ta. Trong khi chắc là nhà báo cũng quan tâm vấn đề các công dân Việt Nam đang ở vùng có dịch, đúng không? Tức là Vũ Hán chẳng hạn. Như chúng ta biết thì nay thì trong Vũ Hán, tại Vũ Hán thì chúng ta có 24 công dân, trong đó 21 học sinh và 3 người nhà. Hiện nay thì có 19 công dân thì đang muốn trở về Việt Nam. Mà chúng ta nói thì đây là một cái chủ trương lớn như thế thì từ Thủ tướng đã chỉ đạo rất chặt chẽ. Đó là đã có cái phương án mà đón công dân Việt Nam ở vùng dịch về nước. Như vậy thì có thể nói là thứ nhất ý, là giao các cơ quan chức năng là tổ chức đón công dân của Việt Nam tại vùng dịch. Mà đây là công dân Việt Nam tại vùng dịch, chứ không phải đấy, về nước. Thế với điều kiện là chúng ta phải cách ly tập trung 14 ngày. Thì toàn bộ cái này là giao cho Bộ Quốc phòng đảm bảo tất cả các điều kiện bố trí ăn, ngủ, nghỉ. Thậm chí là chúng ta phải bố trí cả truyền hình cho bà con người xem thực sự. Ở chăn ấm, đúng không ạ? Tất cả cái việc đó là rất một cái chính sách rất là đầy đủ. Thế thì sẽ bố trí một cái sân bay tại Vân Đồn, ở phía Bắc, một sân bay ở miền Trung, một sân bay ở miền Nam. Như vậy để chúng ta, cái giải pháp mà cách ly, đặc biệt là cách ly tập trung là cái giải pháp tốt nhất để tránh vấn đề lây chéo, tránh vấn đề lây lan. Đây là giải pháp tích cực nhất để chúng ta phải làm. Thì Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện. Đấy, tôi nói ví dụ thế thì đây là cái điều chúng ta đã sẵn sàng. Thế còn ngay cả vấn đề các công dân mà lao động của ta
sang nước bạn làm việc. Đúng không? Thì chúng ta nếu như mà công dân của Việt Nam ta mà có cái nguyện vọng về thì giao cho các tỉnh, 7 tỉnh biên giới với sự chỉ đạo trực tiếp và chủ trì của Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ. Đúng không? Vậy thì khi mà cách ly tập trung là Bộ Quốc phòng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhưng mà theo dõi cái này là phải Bộ Y tế. Vấn đề về xét nghiệm, vấn đề theo dõi, rồi vấn đề cùng với Bộ Công an để vấn đề không được có những cái tự do mà ra khỏi khu cách ly như thế ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Đấy là tất cả những cái việc như vậy. Thì cũng thưa với các cơ quan báo chí thì đây là một cái chủ trương rất lớn và Thủ tướng chỉ đạo rất chi tiết và giao cho các bộ chuẩn bị rất đảm bảo tốt cái này. Đấy, thì chúng ta không đặt vấn đề là đưa công dân ở các thấy rằng những cái gì mà nó chưa đảm bảo thì chúng ta đưa về, chúng ta không đặt vấn đề chuyện đấy. Nhưng mà nếu là vùng dịch chúng ta phải tập trung giải quyết và đưa công dân theo nguyện vọng công dân. Đấy, thì chúng ta đặt vấn đề chính thức như thế. Thế vấn đề thứ hai là vấn đề đặt vấn đề như nhà báo Ngọc Anh là vấn đề gói kích cầu như Thứ trưởng Bộ Kế đầu tư đặt vấn đề ấy. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhìn một cách tổng thể. Và đến thời điểm này chúng ta chưa đặt vấn đề như vậy. Mà nếu như mà có vấn đề dịch bùng phát nghiêm trọng hơn thì lúc đó chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới bàn đến. Vì chúng ta phải đảm bảo các chỉ số, vấn đề liên quan đến lạm phát, các chỉ số vi mô. Làm sao chúng ta phải đảm bảo, làm sao không ảnh hưởng gì những cái gì mà cái chỉ số chúng ta phải quan tâm xung quanh. Đấy thì đây là vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc. Các nước như thế nhưng mà chúng ta thì chưa đến mức đặt vấn đề như vậy. Thế thì cũng báo cáo với các vị như vậy. Vấn đề chủ doanh nghiệp Thanh Hà, Hà Đông thì có cái đề nghị chưa thì chắc chắn chúng tôi vẫn rằng đây là thẩm quyền của Hà Nội. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng Văn phòng Chính phủ chưa nhận được cái kiến nghị như vậy. Thế và nếu như có thì sẽ yêu cầu Hà Nội xem xét giải quyết và báo cáo Thủ tướng. Thế thì đây là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì chắc chắn rằng nếu sau này mà Văn phòng Chính phủ nhận được cái kiến nghị của doanh nghiệp Thanh Hà thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thông tin lại các nhà báo và cũng thông báo lại cái cách xử lý. Như vậy thì có những vấn đề gì không cần có ý kiến thì Thủ tướng sẽ có ý kiến và chuyển văn bản yêu cầu Ủy ban thành phố Hà Nội sẽ báo cáo cụ thể. Đấy thì cũng tôi muốn nói thêm như thế để các bạn biết như vậy. Như vậy vẫn xoay quanh vấn đề phòng chống dịch ý, thì đây là một việc rất quan trọng mà nhìn một cách rất tổng thể và chi tiết và xử lý những giải pháp rất cụ thể. Cho nên là trong tất cả những cái trả lời của Bộ Y tế chiều nay và cũng như các đồng chí đang nhà báo có hỏi thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn đưa ra vì đây là những giải pháp rất cụ thể, Thủ tướng đã chỉ đạo rất chi tiết. Ngay cả vấn đề lao động của ta ở bên nước ngoài mà khi có vùng dịch thế nào, thế rồi lao động của bạn mà khi mà nghỉ Tết về như thế nào, doanh nghiệp xử lý thế nào và tỉnh địa phương thế nào, đấy, phân cấp rất rõ. Thế rồi ngay cả các bệnh viện, các tuyến y tế, vấn đề khi tiếp nhận để sàng lọc thế nào, rồi cơ sở xét nghiệm để kết luận vấn đề dương tính, âm tính thế nào, đều rất cụ thể. Báo cáo rất cụ thể, cho nên không có cái sự là qua lại để lây chéo rồi qua lại để làm cái việc lan rộng ra, thì chúng ta phải quản lý và vây vùng luôn tại chỗ luôn và xử lý triệt để. Rồi ngay cả khi mà Bộ Giáo dục xin ý kiến Thủ tướng vấn đề các trường học, các trường rồi các em học sinh rồi các cháu nghỉ để vệ sinh trường lớp, nghỉ để tẩy chung trường lớp, đúng không? Và chúng ta đều có đủ bảo đủ rằng vấn đề có thời gian để bù đắp cái chương trình mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã có những cái thời gian nghỉ đấy. Và thời gian nghỉ thế nào thì chắc chắn rằng Bộ Giáo dục phải tính toán. Khi mà chúng ta thấy rằng cái vùng đó, cơ sở đó tốt, ổn định, không có vấn đề gì thì chúng ta, đúng không ạ? Đấy thì chắc chắn vấn đề này khi hỏi đến anh Độ thì chắc anh Độ cũng trả lời như thế thôi. Đấy tôi nói như vậy thì có thể nói là Bộ Giáo dục cũng sớm xin ý kiến Thủ tướng để xử lý cái này. Và đặc biệt các chủ tịch các tỉnh thấy rằng đảm bảo tuyệt đối cho các cháu trong cái thời kỳ này thì chúng ta có thể cho các cháu nghỉ thêm 1-2 tuần. Đồng thời là có những cái đảm bảo để vệ sinh, yêu cầu 100% tất cả các trường, các cơ sở giáo dục phải vệ sinh khử trùng. Đây là cái yêu cầu bắt buộc là các địa phương phải làm. Đấy thì cũng báo cáo với các nhà báo như vậy. Hello, tôi là Hoài Thu, phóng viên báo điện tử VN Express ạ. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi các bộ ngành liên quan. Vừa rồi thì Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết là tại cuộc họp lần này thì chính phủ đã quyết định là miễn thuế nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế và các cái vật phẩm phòng dịch bệnh. Thì cụ thể các cái mức thuế miễn cho cụ thể mặt hàng nào và mức thuế suất miễn sẽ như thế nào ạ? Xin Bộ Tài chính nói rõ thêm ạ.
Thứ hai là vừa rồi thì xảy ra cái vụ bắt công an thành phố Hồ Chí Minh vây bắt Tuấn Khỉ ạ. Thế nhưng mà tung ra lực lượng rất là lớn nhưng cuối cùng thì lại không bắt được đối tượng này. Và hiện tại thì xin Bộ Công an cho biết là cái khó khăn hoặc là cái nguyên nhân vì sao mà đối tượng này lại có thể bị bỏ lọt như thế ạ. Xin cảm ơn ạ. Tôi là Đỗ Thơm, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ạ. Lúc nãy thì Bộ trưởng Mai Tiến Dũng có nói sơ qua về cái việc là nghỉ học của học sinh thời kỳ tới là do có thể là sẽ xin ý kiến Thủ tướng tiếp. Thì tôi muốn đặt câu hỏi cụ thể với cả Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Hữu Độ ạ. Tức là với cái tình hình dịch diễn biến phức tạp tới đây thì Bộ có tiếp tục cho học sinh nghỉ học tuần tới hay không? Và tôi đặc biệt đặt cái câu hỏi đấy là liên quan đến cái việc là Bộ có tính toán đối với cả học sinh khối 12 ạ. Thì cái lịch của các em có thể là sẽ thi tốt nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thì Bộ có tính toán và có phương án như thế nào ạ? Xin cảm ơn ạ. Tôi là Vũ Thủy của Báo Đại biểu Nhân dân ạ. Tôi xin hỏi đại diện của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tính đến ngày 5 tháng 2 thì tại Lạng Sơn vẫn còn 362 xe hàng đang chờ thông quan ạ. Vậy thì xin hỏi chủ trương là sẽ giải quyết như thế nào đối với những cái hàng này? Và đối với riêng Bộ Công Thương ạ thì đã có cái chính sách, cái định hướng như thế nào để hỗ trợ những người sản xuất và kinh doanh chưa ạ? Liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản, xuất khẩu nông sản ạ. Tôi xin cảm ơn. Thì Bộ Tài chính xin phép được trả lời. Thì báo phóng viên của VN Express thì có hỏi là miễn thuế nguyên liệu, miễn thuế cụ thể như thế nào. Thì Bộ Tài chính xin phép được trả lời thì thực hiện cái tình hình trong cái cấp bách chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chống dịch như chống giặc. Và chính vì thế những cái đối với khẩu trang y tế, đối với nguyên liệu sản xuất khẩu trang và nước khử trùng thì hiện nay chúng ta cũng đang tương đối là thiếu và khan hiếm so với nhu cầu. Chính vì vậy thì thực hiện chỉ đạo thì hiện nay Bộ Tài chính dự kiến và đã có cái văn bản trình Thủ tướng báo cáo Chính phủ công văn số 92 ngày 4 tháng 2 năm 2020. Và cái cuộc họp hôm nay tại phiên họp của Chính phủ thì Chính phủ cũng đã quyết là Bộ Tài chính là sẽ phối hợp với các bộ để trình là miễn thuế đối với khẩu trang nhập khẩu để sử dụng cho khẩu trang y tế sử dụng cho phòng chống dịch. Còn tất nhiên chúng tôi sẽ trao đổi với bộ chuyên ngành để có cái mã cụ thể trong cái quá trình thông quan thì cho nó thuận lợi cho các doanh nghiệp. Cái thứ hai là miễn thuế nhập khẩu đối với là nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế phục vụ cho phòng chống dịch. Thì các mã nguyên liệu này cũng sẽ được cụ thể hóa trong cái quyết định miễn thuế. Và cái thứ ba đó là miễn thuế nhập khẩu đối với là các cái loại nước khử trùng cũng phục vụ cho phòng chống dịch. Và chúng tôi cũng sẽ có cụ thể hóa. Và ngày hôm qua thì Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế cũng như Bộ Công Thương để cụ thể hóa các cái mã hàng hóa cũng như là cái mặt hàng. Và chúng tôi cũng sẽ trong ngày mai chúng tôi sẽ xin ý kiến của Bộ Công Thương Tư pháp và Bộ Y tế và khẩn trương để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sớm. Để xin báo cáo hết ạ. Về câu hỏi của phóng viên Hoài Thu của Vietnam Express, tôi không hiểu là căn cứ vào cái thông tin đâu mà phóng viên Hoài Thu bảo là huy động một lực lượng lớn và hùng hậu. Ở đây thì tôi xin trao đổi thế này. Vụ án thì chắc các bạn phóng viên ở đây các đều biết rồi. Thì xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn trong đánh bạc. Thì cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra cái quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đã ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Thì đối tượng Phạm Thanh Tâm thì đã ra đầu thú. Hiện nay cơ quan công an chúng tôi cũng đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt đối với đối tượng Lê Quốc Tuấn. Và cũng qua các cơ quan báo chí, qua các phóng viên thì tôi cũng qua thông tin của các bạn tôi cũng kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cái này là cái mà hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết. Do vậy là trong cái quá trình điều tra áp dụng như thế nào thì
Xin phép các bạn phóng viên là chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp đầy đủ cần thiết và pháp luật cho phép để tiến hành truy bắt bằng được đối tượng này. Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành và thưa toàn thể các phóng viên. Trước là Bộ Giáo dục Đào tạo xin cảm ơn phóng viên Đỗ Thơm ở báo Giáo dục Việt Nam. Về việc dịch nCoV thì quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo rất là rõ ràng là đầu tiên là phải đặt mục tiêu sức khỏe của người học là trên hết. Cho nên trong cái trường hợp này thì Bộ đã thực hiện và triển khai đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng, của các bộ ngành trong việc thực hiện cái việc phòng chống dịch. Và theo tinh thần của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì khẳng định rõ là Ủy ban dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm. Và quan điểm của Bộ cũng là việc nghỉ học hay là cho đi học của học sinh thì phải xuất phát từ tình hình dịch và từ đề xuất của Sở Giáo dục Tạo, Sở Y tế và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban tỉnh và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết định cái việc cho nghỉ để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo điều kiện cho người học. Cho nên về việc này thì Bộ Giáo dục Tạo cũng thấy là trong thời gian vừa qua 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh được nghỉ học một tuần. Và điều này cũng có thể nói là rất nhiều cái được trong cái cuộc nghỉ, trong việc nghỉ vừa qua, vừa là cách ly tạm thời. Nhưng quan trọng nhất chính là nhận thức của giáo viên, của toàn bộ ngành giáo dục về việc dịch là nhận thức đúng đắn hơn. Và từ đó có sự phòng cũng như là cái sự chuẩn bị kỹ càng, dành cái sự quan tâm đầy đủ cho việc dịch. Thứ hai là có điều kiện để chuẩn bị rửa, rồi thì làm vệ sinh sạch sẽ trường, rồi khử trùng toàn bộ trường lớp. Và thêm vào đó là tăng cường các cái trang thiết bị y tế để giúp cho trường học sẵn sàng có thể đón học sinh trở lại trường. Vấn đề thứ ba là xây dựng cái kịch bản, các cái phương án để phòng chống trực tiếp tại trường. Ví dụ như là tuyệt đối việc nếu mà trường hợp trong trường có dịch thì quan điểm là phải rửa tay trước khi vào lớp, đấy là học sinh. Rồi thì với trường hợp là học sinh phải đeo khẩu trang trước khi đến trường thì cái này cũng là khẳng định cái chỉ đạo rất là rõ. Thế về kế hoạch nghỉ học thì Bộ Giáo dục Tạo trong kế hoạch năm học thì cũng đã có cái một tuần đệm cho một học kỳ. Như vậy mỗi một học kỳ thì đều có một tuần, và như vậy nếu có thể trường hợp cần thiết thì lấy cái thời gian là một tuần cho học sinh nghỉ bù ở học bù ở tuần thứ hai, ở cái học kỳ hai. Và học sinh cũng có thể học bù cái tiết dạy vào các buổi chiều hoặc là buổi sáng nếu như học sinh học buổi chiều, và có thể học bù vào thứ bảy và chủ nhật. Và trong trường hợp nếu mà phải kéo dài thì cái việc mà là Bộ cũng có thể điều chỉnh cái khung thời gian của năm học, cụ thể là cái thời gian theo quy định là kết thúc năm học vào 31 tháng 5, nhưng có thể là kết thúc năm học dài hơn. Và việc tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia thì cũng có tính đến là thường thi vào cuối tháng 6 hàng năm, thì cũng có thể điều chỉnh cái lịch thi trung học phổ thông quốc gia để nó phù hợp với cái yêu cầu thực tế. Tinh thần là học sinh nghỉ học nhưng vẫn đảm bảo chương trình giáo dục đào tạo, đảm bảo về chất lượng và đặc biệt là đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cháu. Cho nên xin được có ý kiến giải thích với phóng viên của báo Việt Nam như vậy, xin hết. Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Tiếp theo có câu hỏi của phóng viên Vũ Thủy của báo Đại biểu Nhân dân liên quan đến cái việc hàng nông sản của Việt Nam thì có ảnh hưởng liên quan cái thời điểm này, thì xin mời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Quốc Tiến sẽ trao đổi trước về cái vấn đề này. Kính thưa đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng, kính thưa đồng chí chủ trì, kính thưa các đồng chí các nhà báo tham dự hội nghị. Báo cáo đồng chí là trước cái tình hình 362 xe đang tồn đọng ở biên giới Lạng Sơn, thì khi nói về cái này thì tôi sẽ nói một cái tổng thể. Báo cáo đồng chí là năm 2019 thì xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc là đạt 13 tỷ USD, chiếm 26,4%. Thế và trong đó thì gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,16 tỷ USD, thủy sản là 1,23 tỷ, cao su là 1,55 tỷ USD. Thế và hạt điều là 590,4 triệu USD, rau quả là 2,42 tỷ. Và sắn và sản phẩm của sắn là 864 triệu USD. Gạo thì chỉ có 240 triệu thôi và cà phê 104 triệu USD. Trước cái tình hình như thế này thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công Thương. Ngay chiều mùng 3 tháng 2 năm 2020 thì chúng tôi đã có họp để bàn cái giải pháp.
Thế và báo cáo ông chí là ngoài những cái sản phẩm đấy thì sữa là cái sữa và sản phẩm sữa của ta đề xuất chính ngạch sang Trung Quốc cũng được triển khai từ tháng 10. Thế và được 10 container sang. Thế thì cái chiều mùng 3 tháng 2 họp thì chúng tôi đã bàn một cái hệ thống giải pháp rất tổng thể. Thế còn riêng 362 xe thì đến tối hôm qua tôi vẫn ngồi tại văn phòng bộ để báo cáo Bộ trưởng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Thì trưa nay đã được thông qua và bắt đầu chuyển và tuân thủ đúng quy định về việc người sang Trung Quốc về cách đi lại 14 ngày. Thế và báo cáo ông chí là cũng có cái điều kiện là họ nói là các cái cửa khẩu song phương thì không được chuyển và chỉ được chuyển cửa khẩu quốc tế. Thì hôm qua đã giải quyết xong mà trưa nay đã thông qua. Thế và một số cái giải pháp thì báo cáo ông chí là trước mắt là chúng tôi thống nhất Bộ Công Thương là không chuyển hàng lên biên giới nữa. Tập trung vào tiêu thụ nội địa, tăng cường cái chế biến và cái tạm trữ ở hệ thống kho lạnh. Thứ hai là báo cáo ông chí là đề nghị các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, các tỉnh là tập trung vào chế biến và chế biến sâu. Và thứ ba là đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Thì những cái việc này hai bộ phối hợp rất chặt chẽ, tôi khẳng định lại lần nữa. Tháng 2 này có một đoàn đi Dubai của Bộ Nông nghiệp, đi Mỹ. Tháng 3 sẽ đi Brazil, tháng 4 sẽ đi Nga. Và các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả các thị trường ngách đều được phát huy một cách tối đa nhất. Và một cái nữa là báo cáo ông chí là trong tình thế chúng ta còn khó khăn lâu dài thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái kế hoạch để cơ cấu lại sản phẩm để phù hợp các thị trường. Hôm nay Bộ trưởng cũng phát biểu ở họp chính phủ rất là kỹ rồi. Và một việc nữa là trao đổi thông tin thường xuyên với đại sứ quán ta ở Trung Quốc để những cái hiệp, cái nghị định mà đang chuẩn bị giả dương ấy thì tình thế thời cơ xuất hiện là chúng ta làm ngay để cái số nông sản chúng ta xuất được sang, ví dụ rau củ quả là bây giờ có 9 loại thì tăng hơn, sữa một số doanh nghiệp tiếp. Thế và hôm nay báo cáo ông chí là phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để thông tin tuyên truyền những cái thông tin này để các doanh nghiệp, các tỉnh và phối hợp với lại các bộ ngành cũng như các địa phương là chuẩn bị cho một cái việc cơ cấu lại sản phẩm. Và hôm nay báo cáo ông chí là trong tuần tới Bộ trưởng sẽ đi kiểm tra việc cơ cấu sản xuất và chuẩn bị phương án tái cơ cấu sản xuất cho một số tỉnh. Và chúng tôi cũng đã có một bước chủ động phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông rồi Bộ Công Thương để giải quyết những việc này rất là kịp thời. Xin báo cáo hết. Vâng, cảm ơn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Quốc Tiến. Thì tôi cũng xin thay mặt Bộ Công Thương xin có cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến câu hỏi của phóng viên Vũ Thủy, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ về sản xuất kinh doanh, trong đó có cái việc cái mặt hàng nông sản của chúng ta. Thì chúng ta đã biết là cái dịch viêm đường hô hấp này thực sự nó có cái tác động toàn diện ở tất cả các cái mặt trên toàn cầu, mà từ y tế, giao thông, du lịch và đặc biệt là thương mại. Hiện nay chúng ta mới nói nhiều đến cái việc cái dịch này nó ảnh hưởng đến cái thương mại là về tác động về xuất nhập khẩu của Việt Nam là đối với thị trường Trung Quốc thôi. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Cái dịch này nó ảnh hưởng rất nhiều trên cả các cái thị trường thứ ba khác. Vì chúng ta, ví dụ chúng ta có thể xuất khẩu rất nhiều về dệt may chẳng hạn sang Hoa Kỳ, sang EU, sang các nước khác. Thế nhưng mà phần lớn các cái nguyên vật liệu về dệt may thì chúng ta lại phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Và cái tác động ấy, của cái dịch này thì nó cũng tác động ở rất nhiều mặt, cả trực tiếp, gián tiếp, kể cả xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới và thậm chí kể cả về cái thương mại nội địa. Về phía Bộ Công Thương thì cũng đã rất kịp thời là đã đưa ra cái chỉ thị từ ngày 31 tháng 1 về việc tăng cường các cái giải pháp để đối phó với dịch bệnh, trong đó thì giao nhiệm vụ rất cụ thể, kể cả trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, thị trường nội địa và tất cả những cái mặt có liên quan đến cái ngành công thương. Riêng đối với cái tình hình về tiêu thụ nông sản ấy, thì chúng ta như là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Quốc Tiến cũng đã đề cập là chúng ta hiện nay còn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Cho nên khi cái thị trường này có biến động, kể cả khách quan hay chủ quan và nhất là trong cái thời điểm này thì đến tác động rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của chúng ta. Và ngay trong ngày hôm nay ấy, thì là Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã có cái công văn số 808 là chỉ đạo cho phép việc xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định
bảo đảm công tác phòng chống dịch và không làm gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã rất là cương quyết, một mặt thì là cố gắng để có các cái biện pháp phù hợp để đối phó với dịch, nhưng mặt khác thì cũng vẫn phải tạo cho cái việc sản xuất kinh doanh, nhất là cái việc xuất nhập khẩu đối với các thị trường và đặc biệt là đối với thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chúng tôi ấy, thì về lâu dài ấy, thì về đối với mặt hàng nông sản thì cần phải có cái giải pháp căn cơ về cái tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo tín hiệu của thị trường và liên kết sản xuất, đẩy mạnh chế biến và tăng cường kết nối với các hệ thống siêu thị và trung tâm phân phối nội địa. Và chúng ta cũng không quá, mà cũng đã nói rất nhiều lần, và chúng ta cũng đã làm được rất nhiều, nhưng mà chắc chắn phải làm tốt hơn, đó là chúng ta không quá phụ thuộc vào một cái thị trường, đặc biệt đây là cái thị trường Trung Quốc. Thế còn đối với mặt hàng nông sản thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo các cái địa phương, các hệ thống siêu thị là kết nối, hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống phân phối. Đối với các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do việc hạn chế xuất khẩu sang các nước lân cận, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Và hiện nay là chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương, các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực phân phối là có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống, và sẽ phối hợp với các bộ ngành, các địa phương để đảm bảo các cái nhu cầu, các cái mặt hàng thiết yếu của nhân dân. Thế còn đối với các cái thị trường khác, đối với các cái rất nhiều mặt hàng khác, chứ không có mặt hàng nông sản, thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các hệ thống thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, với các bộ ngành có liên quan, trong đó thì có Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi là các cái hiệp hội về ngành hàng, để chúng ta mở rộng thêm các cái hệ thống tiêu thụ hàng hóa ở tại các thị trường khác, ở ngoài cái thị trường Trung Quốc. Thì chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ có cái phối hợp và sẽ làm tốt hơn vấn đề này. Kính thưa các phóng viên báo chí, kính thưa các đồng chí đại diện cho các bộ ngành và kính thưa đồng chí Bộ trưởng chủ trì hội nghị giao ban báo chí ngày hôm nay, thì như vậy là chúng ta cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, 1 tiếng 20 phút rồi, theo quy định là quá rồi. Cho nên là chúng tôi xin phép là cuộc họp báo thường kỳ của tháng 1 năm 2020 được kết thúc tại đây. Trong cái thời điểm này thì tôi nghĩ rằng lời chúc tốt đẹp nhất là đó là xin chúc đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành cơ quan luôn mạnh khỏe, bình an và có nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.